Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay thì muốn làm một cái video để mà chia sẻ với các bạn tình hình hiện tại của YouTube. Các bạn thấy được là channel Thuận Capital đã trở lại như cũ. Những cái video mà YouTube xóa đi cái đây 2 ngày thì cũng đã được hồi phục và YouTube cũng đã bỏ đi cái cảnh báo cũng như là cái strike cho channel Thuận Capital. Tất cả đều được hồi phục lại như cũ cho cả hai kênh Thuận Capital Analytics và Thuận Capital News. Và những bạn nào mà không có theo dõi Thuận ở trên những cái mạng xã hội như là Facebook, Twitter, Telegram thì có thể là không biết. Cái đây khoảng chừng là hai ngày thì lúc đó channel của Thuận cùng với một số channel khác liên quan đến crypto đột ngột bị YouTube xóa đi rất nhiều video. Channel của Thuận đi bị xóa đi cách đây 2 ngày là bắt đầu là xóa đi 30 video và bị một cái cảnh báo. Ngày hôm sau thì lại bị xóa thêm tiếp tục gần 100 video và bị một cái strike và nếu như mà channel nào bị một strike thì sẽ không được đăng video trong vòng một tuần Sẽ bị cấm 7 ngày Và channel nào mà bị hai strike thì sẽ bị cấm 2 tuần Và channel nào mà bị ba strike liên tục trong vòng 90 ngày Thì channel đó sẽ bị xóa vĩnh viễn Cho nên trong vòng 2-3 ngày qua thường không có đăng tài liệu ở trên YouTube được Chỉ có thể đăng tài liệu ở trên những mạng xã hội như là Facebook, Twitter và Telegram Nhưng mà nào mà ủng hộ Thuân Capital thì cũng nên đăng ký để mà theo dõi thuận ở trên những cái mạng xã hội khác lỡ như mà YouTube có vấn đề như là lần này. Thì cái đây hai ngày lúc đó thì tình hình không có được khả quan lắm. Tình hình liên quan tới các video liên quan đến crypto ở trên YouTube. Sự việc này có thể kéo dài vài tháng. Chúng ta mới biết được kết quả. Nhưng mà không ngờ YouTube lại đưa thêm một bất ngờ khác. Đó là giải quyết việc này rất là nhanh. Và bắt đầu cái đây khoảng chừng là một ngày. Thì lúc đó ở trên Twitter, Omar Bam đã phản ảnh việc này với là YouTube. Nhưng mà đột ngột đội của YouTube cũng đã trả lời thông qua Twitter nói là sẽ tìm hiểu thêm về vấn đề này và sau đó thì có thêm một số YouTuber khác cũng phản ảnh tương tự ở trên cái thread ở trên cái Twitter này và cũng tương tự các bạn thấy là team YouTube cũng đã trả lời nhiều người là sẽ xem xét lại và có thể là kháng những cái cảnh báo hay những cái strike này thông qua ứng dụng của YouTube nhưng mà thường thường khi mà các bạn khiếu nại YouTube thì các bạn cũng đã biết là có thể tốn tới vài tháng nhưng mà nào mà làm YouTube video cũng đã biết lúc đó mới có người trả lời cho các bạn nhưng mà đợt này họ đã trả lời rất là nhanh Và các bạn thấy là họ đã trả lời OMBAM ngày hôm nay cái tay 4 tiếng Là tất cả đã trở lại như cũ Không những cho channel của OMBAM 3 đó chính là channel crypto Mà cũng cho các channel khác Và channel The Moon cũng nhận được cái trả lời tương tự Nhưng mà lý do tại sao YouTube lại đột ngột xóa các video gọi là họ phục lại trong vòng 2 ngày qua thì điều này chúng ta cũng không có rõ YouTube chỉ nói là đây là một cái lỗi nhưng mà cũng không nói rõ là lỗi từ đâu đến Các video các bạn thấy là bị flag là video mang tính chất nguy hiểm nhưng mà các bạn cũng đã biết là video trên channel của Thuận là chuyên về tin tức và tài liệu crypto là nhiều và có một số video chuyên về tài chính cho nên không biết là video mang tính chất nguy hiểm là ý của YouTube muốn nói gì cho nên hiện bây giờ chúng ta vẫn chưa có rõ là chuyện gì đang xảy ra chỉ biết là YouTube chỉ trả lời ngắn gọn là đây là một cái lỗi tất cả đã được hồi phục nhưng mà coi như việc này ở đây cũng đã chấm dứt và qua cái việc này Thuận có rút ra được nhiều kinh nghiệm nhưng mà trước khi Thuận chia sẻ các điều đó với các bạn thì Thuận muốn cảm ơn rất nhiều bạn đã ủng hộ Thuận Khắp Video trong thời gian mấy ngày qua và các bạn cũng đã comment và cũng cổ vũ Thuận để mà Thuận có thể tiếp tục tạo thêm nhiều video đăng trên những nền tảng khác như là trên Facebook hay là Twitter trực tiếp để mà tiếp tục chia sẻ thêm tài liệu với các bạn nếu như mà channel YouTube bị xóa bỏ. Cho nên những điều mà các bạn đã comment là những động lực để cho Thuận có thể tiếp tục. Thuận cũng muốn cảm ơn rất nhiều các bạn đã ủng hộ và comment trong vòng 2-3 ngày qua. Và không những là các bạn ủng hộ mà có một số đơn vị liên quan tới crypto cũng đã tìm đến Thuận để mà hỏi thăm và tìm hiểu về chuyện gì đang xảy ra với channel của Thuận. Một trong những người đó đó chính là Thế Anh của anh Review Capital. Thế Anh đã tìm đến Thuận và tìm hiểu thêm cũng giúp đỡ Thuận tìm được một số tài liệu liên quan tới YouTube. Và Thuận cũng cảm ơn Thế Anh của anh Review Capital. Andrew Review Capital là một đối tác với thuận Capital. Những người nào mà tham gia giao dịch margin với sàn SnapX thì cũng nên biết là Anh Review Capital là đơn vị đứng ra để mà hỗ trợ cộng đồng của thuận Capital liên quan tới trading margin. Và những người nào mà chưa tham gia channel của Andrew Review Capital thì cũng nên tham gia để có thể nhận thêm nhiều tài liệu liên quan tới trading. Ngoài trừ Anh Review Capital thì cũng có bản thông của tạp chí Bitcoin cũng đã tìm đến thuận và cũng đã đăng một bài viết để mình giúp đỡ mọi người hiểu rõ hơn về tình hình của channel thông qua những bài viết và thường cũng rất cảm ơn bạn thông ở tạp chí bitcoin và tạp chí bitcoin cũng là tạp chí mà đã phỏng vấn thuận cách đây khoảng chừng vài tuần nhiều bạn cũng đã đọc bài viết được đưa ra bởi tạp chí bitcoin và những ai nào mà muốn tìm hiểu những tài liệu hàng ngày liên quan tới thị trường crypto có thể đọc tài liệu tại tạp chí bitcoin vn nhưng mà điều mà thường cảm thấy rất tốt đã xảy ra trong cái đợt này là đã làm cho cộng đồng crypto ở thế giới thường là ít liên lạc với nhau nhưng mà sau khi mà cái chuyện youtube này xảy ra thì thường cảm thấy là nhiều youtuber đã bắt đầu làm quen với nhau tìm hiểu lẫn nhau cho nên sau cái việc này thường cảm thấy là cái cộng đồng crypto cũng đã gắn bó hơn và chuyện liên quan đến youtube thì cũng đã làm cho thuận hiểu thêm một điều đó chính là chúng ta không nên chỉ dựa vào những cái dịch vụ tập trung như là youtube những video sau này, ngoại trừ thường có thể tiếp tục upload ở trên YouTube, tại vì YouTube vẫn là một nền tảng có thể lan tỏa video nhanh hơn là bất cứ nền tảng nào hiện tại. Thì cũng sẽ đăng trên một cái dịch vụ phi tập trung đó chính là Library. Như các bạn thấy, thường cũng đã đăng một cái video hướng dẫn các bạn làm sao để mà đăng ký trên Library. Các bạn cũng có thể tìm thấy video đó ở trên cái Facebook thuận Capital là một dịch vụ phi tập trung miễn phí để các bạn có thể xem những video, những video của Thùng sau này cũng sẽ upload một phiên bản lên trên cái trang web này lby.tv Lỡ như mà Facebook có vấn đề gì thì các bạn vẫn có thể tìm được các video nằm ở trên trang web này Và Thuận cũng sẽ chỉnh lại trang thuậncapital.com Trang web thuậncapital.com là một trang web mà Thuận không có phát triển Nhưng mà trong thời gian tới đây thì admin trong nhóm bạn Đức cũng sẽ giúp đỡ Thuận tiếp tục phát triển trang web Thuận Capital này trở thành một trung tâm để đưa ra các thông báo và các tài liệu giá trị đến với các bạn và cũng sẽ có những biên tập viên viết những bài viết để mà chia sẻ với các bạn. Thuần Cáp được đã trở lại và đây là những gì mình thường muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong thời gian qua và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.